Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, sự hài lòng của khách hàng là thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ. Trong những năm qua, công ty Địa lực Sơn La đã không ngừng nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng bước hình thành nếp ứng xử văn minh, văn hóa và trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty Địa lực Sơn La luôn xác định điều quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng điện năng. Do đó, công ty luôn chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý sự cố, Đồng thời thường xuyên nâng cấp, cải tạo lưới điện, xây dựng mới các trạm biến áp, cải thiện chất lượng điện. Cùng với xây dựng hình ảnh người cán bộ điện lực chuyên nghiệp, năng động và văn minh trong thời kỳ mới. Tại đơn vị chúng tôi đã triển khai đồng bộ các nội dung văn hóa mới của EVN đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Qua đó gắn kết cán bộ công nhân viên cùng xây dựng hình ảnh người lao động ngành điện tận tâm, chuyên nghiệp, cùng thay đổi tư duy hướng đến môi trường văn hóa số. Sự gắn kết của tập thể giúp đơn vị đạt hiệu quả cao trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Công ty Điện lực Sơn La đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai văn hóa doanh nghiệp để đưa văn hóa EVN đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ văn hóa EVN đến khách hàng và cộng đồng xã hội. Truyền thống văn hóa của ngành điện nói chung và công ty Lucella nói riêng đối với tôi thì truyền thống đó hiện hữu hàng ngày trong công việc, trong các quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp, đối với đối tác và khách hàng. Việc triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt. Việc quản lý vận hành điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện cho các sự kiện chính trị, sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trải qua 15 năm xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp đã tạo được những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của cán bộ công nhân viên, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó, để giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của đơn vị, thống nhất với văn hóa của EVN NPC, văn hóa của EVN theo thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên cần nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động trong thực thi văn hóa doanh nghiệp mới của EVN. Với nỗ lực đổi mới, phương châm lấy khách hàng làm trung tâm cùng quá trình thay đổi phong cách quản lý, đây sẽ là đòn bẩy là nền tảng vững chắc của công ty Địa lực Sơn La trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng nền doanh nghiệp mang bản sắc văn hóa riêng, góp phần nâng cao hoạt động hiệu quả trong kinh doanh và làm tốt quan hệ khách hàng.